Rồi, xin chào các bác nhé, chào các bạn nhé. Thì hôm nay lại có một ít bột củi mới về, nên là quay cái video giới thiệu các bác nhé. Rồi, tôi sẽ mở cái bột củi ra các bác nghe tiếng lách tách chị ạ. Đấy ạ. Đây nhá, giới thiệu các bác hôm nay có ít của bột củi hàng mới về đây nhá. Đổ đây cho bác xem này. Rồi còn sống nguyên đấy nha. Rồi đây nha, đây nha, hàng mới đây các bác nhá. À, các bác khi làm tin thì các bác thấy cô gái lúc nào thế, cô gái rất xinh của báo đời sống gia đình nha. Đây, 22 tháng 11 2018 các bác nhìn rõ đúng không? 22 tháng 1 2018 nhá. Rồi. Đây còn một củi đây các bác nhá. Đây nhá, tờ báo này 22 tháng 11 2018 này. Đấy. À, cũng cuối tháng rồi nhưng mà thôi, làm cái video quay cho các bác xem. Cái mổ củi mới về thì bao giờ cũng vậy. Chúng tôi phải rửa qua đi, xong đó thì rang lên và đóng gói gửi cho các bác nhé. Những bác đã đặt hàng. Rồi. Bây giờ chúng tôi rửa nhá. Đấy. Sau khi rửa xong thì sẽ cho lên bếp rang tầm 15 phút các bạn nhé. À, rang nhỏ lửa tầm 15 phút, sau đó thì sẽ hạ thổ nhé. Đấy. Sau đó thì hạ thổ. Rồi. Nó một củi rửa như này là cần sạch rồi đấy các bạn. Đấy, nước trong là được rồi, bột củi vẫn còn sống các bác nhé, các bác nhìn thấy không, vẫn đang sống ấy. Đấy, rồi bây giờ thì sẽ phải rang lên các bác nhé. Cái con bột củi thì nó có cái đặc điểm như này, nhìn nhá, các nhìn thấy không, đấy con bột củi này, đấy ra thế ạ. Đấy. À. Rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ rang lên nha các bác nha. À, các bạn nếu mà rang một củi các bạn cho lên bếp ấy, thì các bạn để cái này xong các bạn phải đẩy vung vào nhé. Đẩy vung vào xong thì các bạn hãy rang nhé. Đấy, miền Bắc là rang, có thể gọi là sao cũng được. Rồi. Thì ta sẽ vặn bếp lên. Nhá. Và sao trong hay là rang trong thời gian khoảng độ tầm 15 phút nhá. Có thể lâu hơn một chút cũng được nhá. Rồi. Thì con bột củi thì có rất nhiều tác dụng các bạn, những tác dụng là chữa đau lưng, đau đầu gối. Đặc biệt là có tác dụng là bổ dương khí rất là tốt nhá. Rồi, thì bây giờ là tôi sẽ rang một chút, xong đó sẽ tạm dừng video. Sau khi rang xong thì tôi sẽ quay tiếp đoạn video rang xong và sao vàng hạ thổ gửi cho các bác, đóng hộp thế là hết. À, công đoạn của cái bột củi như vậy. Còn khi mà các bác dùng ấy, thì các bác có thể dùng trực tiếp con bột củi này, ngày khoảng 5 con, ăn trực tiếp uống với chén rượu. Hay là các bác có thể dùng con bột củi này, các bác cho lên bếp, các bác nướng thành than, tán bột và cho vào chén nước uống. Ba nữa là các bác ngâm rượu nhé. Ngâm rượu thì cứ 100 con mà các bác ngâm 1 lít. Nếu mà bác nào tiết kiệm hơn thì dùng 50 con ngâm 1 lít nhé. Hoặc là các bác kết hợp các cái vị khác nhé. Thì qua đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu chúng tôi một cái thang, giới thiệu cho các bác một cái thang ngâm rượu mới của chúng tôi. Đấy, có tới là 20 vị tất cả.
Thì cái thang này có rất nhiều tác dụng, một là chữa về đau lưng, đau đầu gối, bổ thận, tráng dương, tăng cường sức khỏe. Ngoài ra nó có tác dụng là thải độc gan, thải độc cơ thể nha. Thì một chút nữa tôi sẽ chèn cái video sau cho các bác xem nhé. Rồi bây giờ thì chúng tôi còn một củi cơ bản đã chết rồi đấy, thì sẽ mở ra và chúng ta sẽ đảo đều nhé. Các bác vẫn nghe thấy tiếng lách tách phải không? Sau khi con mục của chết thì ta sẽ mở ra và đảo đều lên nhé. Con mục củi này ngoài cái việc rang lên thì nhiều bác còn có cách là các bác ngâm trực tiếp con sống, hoặc là các bác đặt chúng tôi sẽ ngâm trực tiếp con sống và tôi gửi cho các bác. Thế còn thì nhiều bác thì cũng ngại là sau khi mà ngâm con sống xong thì rượu thì nó lại chát ra, ông gửi chúng tôi bã. Cái này thì không thể làm như thế được các bác. Các bác khi mà đặt hàng tôi ngâm rượu, nếu mà ngâm con sống hoặc ngâm con chín ý, thì nước đầu tiên cái màu nó ra rất là đẹp nhé, màu nó ra như màu bã chè hoặc là giống như kiểu màu nước trà thì nó có màu như thế, và uống thì nó có mùi thơm đặc trưng của con mục củi nhé, cho nên không thể làm giả được. Rồi đây có một thì trên đấy nó còn đang bật ra ngoài đấy, nó khỏe đấy. Đồng chí nào có bật ra thì đồng chí cũng ngất hết rồi. Rồi các bác cứ để nhỏ lửa xong là đảo đều như thế này nhé, trong vòng 15 phút nhé. Nên làm sao mà một củi thơm và khô nhé, không bị hôi. Nên đúng lại là nó không thơm đó nhé. Rồi, tôi sẽ tạm dừng video ở đây và tôi sẽ rang đến khi hoàn thiện nhé. Thì sẽ làm quay tiếp, quay video cho các bác xem tiếp nhé. Rồi, đây các bác, con mục củi đã rang xong rồi các bác nhé. Thì sau khi rang xong thì các bác sẽ hạ thổ nhé. Sao vàng hạ thổ thì đơn giản thôi, các bác cứ để xuống phía dưới đất thì là được, hoặc các bác có thể đổ ra một cái khay ở dưới đất nhé. Rồi, đây các bác này. Dạ. Các bác có thể đơn giản nhất là các bác cứ để nguyên như này dưới đất một lúc nhá, cho nó nguội đi là được các bác nha. Rồi, các bác nào có nhu cầu mua cái con mục củi này thì liên hệ chúng tôi qua số điện thoại là 0932340345 nhá. Và qua đây thì cũng xin giới thiệu với tất cả các bác là một cái thang ngâm rượu 12 vị chính, tổng cộng thì có 20 vị tất cả cơ. Rồi, thì các bác xem thêm video nhá. Bác nào mua thì đăng ký qua số điện thoại 0932340345 nhé. Xin cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác nhé. Trước hết là cảm ơn các bác đã xem cái video của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu cái thang 12 vị gia giảm nhé. Thì thang 12 vị thì bắt nguồn chính vẫn là gồm các cái vị chính như sau. Một đó là bạc kích nhé. Hai là đỗ trọng các bác nhé. Ba là ngưu tất nhé. Bốn là tâm dương hoắc các bác nhé. Năm là mú tình nhé. Sáu là sâm cao đen nhé. Bảy là sâm tiến vua nhé. Tám là cái bạch trật lê nhé. 9 là cái cây mật nhân nhé. 10 là cây huyết đằng nhé. 11 là cái tầm gửi nghiến nhé. Và 12 thì sẽ là, đây là của sâm nam nhé, hay còn gọi là đẳng sâm nhé. Rồi, và các vị gia thêm thì xin giới thiệu thêm các bác là các vị gia thêm thì gồm ví dụ như là có long nhãn này,
rồi sâm xuyên đá này nha, long nhãn này, rồi sâm xuyên đá này, rồi đây là những cái đặc sản dân tộc này, rồi đây là châu cổ này, đây là tầm mửa cái dâu này, rồi đây là cái cây bổ béo của dân tộc này, rồi và đây cũng là một cây dân tộc có cái tác dụng là làm thông các cái huyết ứ đọng nha. Rồi tiếp theo đó là cái vị cầu tích nha. Và đây chính là các bác biết đó, nấm ngọc cầu đấy. Rồi rồi nữa là đây là hà thủ ô này, và đây là cái củ khúc khắc ngọt nhé. Đấy thì 12 cái vị gia giảm này thì thông thường thì sẽ đạt được tới tầm 20 vị hoặc hơn một chút nhé. Thì các bác cứ mua cái thang 12 vị thì đầy đủ là các bác sẽ được tầm 20 vị nhé. Thì sắp tới thì chúng tôi sẽ ra một loại mới nữa, nhưng mà loại này thì chúng tôi đang chuẩn bị nguyên liệu, thì hẹn các bác rằng sang Tết sang năm nhé. Phần Tết năm nay thì các bác cứ ngâm bình 12 vị đi, mà thấy 12 vị tức là cái bình 20 vị mà các bác thấy hay thì sang năm nhé, các bác sẽ lấy một cái bình khoảng tầm 40 vị của chúng tôi nhé, 40 vị. Đấy, giá thành thì nói chung là rất là thấp, các bác liên hệ qua số điện thoại là 0932 340 345 đang hiện ở góc bên trên bên phải màn hình các bác nhé. Xin nhắc lại là năm nay thì các bác tạm dùng cái thang 12 vị gia giảm thành 20 vị, còn sang năm thì các bác sẽ có một cái thang tầm khoảng 40 vị nhé. Rồi thì các bác sẽ liên hệ với số điện thoại là 0932 340 345 đang hiện góc trên bên phải màn hình của các bác nhé, để các bác mua cái thang được chuẩn nhé, không nhầm lẫn với những cái hàng khác. Rồi xin là cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi, và cũng mong rằng các bác nào biết những cái bài thang ngâm rượu bổ dưa khác thì cũng chia sẻ cho chúng tôi để chúng tôi chia sẻ lại cho mọi người nhé. Và bác nào muốn đặt những cái thang như này để ngâm rượu thì các bác hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Xin là cảm ơn các bác. Cảm ơn các anh chị đã xem cái video này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác, các anh chị nhé.